từng kỷ niệm, thời gian kia không xóa mờ. Một thời yêu em có ai ngờ, một đời tăng can mãi bơ vơ. Vì từ đầu tình yêu chưa dẫn lối, niềm đau ngày xưa làm mờ lý trí. Vô tâm gieo nên ngàn giọt nước mắt, đọa đầy hồng nhan giữa thế gian. Đến phút cuối nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ hoa. Chính vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận, chuyện tình đôi ta như là mơ. Đều đã lỡ tổn thương trong em, buồn bàn tay mong em hạnh phúc. Cao xanh lối do anh mà. So với những gì anh Quốc làm cho con, thì con chăm sóc ảnh đâu có đáng gì đâu. Nghĩ cũng phải, nó gặp nạn vậy, nó biết là có người hãm hại nó, nhưng mà nó vẫn nghĩ tới thằng Bảo. Nhờ anh Quốc con mới được như ngày hôm nay. Con coi ảnh giống như là ân nhân của con vậy. Bây giờ anh ăn được ngủ được là tốt rồi. Bảo, cô Bảo. Cô là cô giúp việc. Đúng rồi. Cô Bảo biết rồi. Ừ. Tôi vui quá chị. Còn ơi. Còn gì là gì của anh Quốc? Đúng rồi. Con nhớ ra hết rồi hả? Con đã bình phục rồi hả? Mừng quá. Nó nhớ ra hết rồi hả bác sĩ? À, vấn đề có thể nói là anh đã hồi phục được 90% rồi. Cảm ơn trời Phật, cảm ơn trời Phật, cảm ơn ông bà chủ đã. Ý cô là Bảo à, mẹ. Con đừng có tự dằn vặt mình như vậy Bảo. Con chỉ mới vừa bình phục thôi Bảo. Bình tĩnh lại đi con. Bình phục để làm gì? Tất cả người thân của tôi đã chết hết rồi, tôi sống để làm gì chứ? Bảo à, mẹ con mất là vì sự cố, không phải là con hại mẹ con đâu. Điều mà mẹ con trăn trối sau cùng, mong con bình an khỏe mạnh như ngày xưa. Anh hại của con cũng dùng đủ hết mọi cách tìm bác sĩ giỏi để điều trị cho con, mà bây giờ con lại hành hạ bản thân mình như vậy sao Bảo? Tất cả là do anh ta. Đúng, là anh. Chính anh gây ra bi kịch này. Bảo à, con đừng có trách nữa mà. Sao tất cả những gì con làm nó vẫn coi con là em mà. Giờ đây
nó không còn nữa. Còn cứ như vậy hoài thì công ty của ba con ai quản lý, ai trông coi hả? Tôi... Mà cậu có biết là cậu quất bao cho cậu như thế nào không? Mẹ ơi, anh hai, con sai rồi, con sai rồi. Bình tĩnh đi con. Chính là con. Bình tĩnh lại đi mà bảo. Cũng là nhờ có dì qua, con mới hiểu ra trong cuộc sống này, tiền tài danh vọng chỉ là phù du mà thôi. Cái quan trọng nhất chính là gia đình. Thôi đi con, chuyện xưa như trái đất, còn nhắc lại làm gì. Quan trọng là bây giờ á, hai anh em tụi con hỗ trợ cho nhau. Mà phải nói là hai anh em kết hợp với nhau để giữ vững công ty của ba con, biết chưa? Chứ không á, ba con ở dưới suối vàng không có nhắm mắt được. Dạ, cũng may là có chú Mạnh giúp đỡ điều hành công ty. Trong thời gian con với anh Quốc không ở công ty nên công ty vẫn hoạt động tốt. Nhưng mà điều bây giờ dì lo nhất á, là đôi mắt của thằng Quốc. Mặc dù á, bác sĩ nói không phải là hết cách, chỉ cần có giác mạc thích hợp á, thì sẽ thay được. Nhưng mà chờ đợi thì cũng lâu đó chứ. Hy vọng có ai đó hiến giác mạc cho ảnh. Không lẽ cái vụ này cũng phải tùy duyên nữa hay sao? Ông trời ơi, ông coi làm sao cho đặng thì ông làm nha. Em tới bao giờ? Anh định trốn tránh cả đời này hay sao? Cô nhầm người rồi. Không phải là anh luôn đi tìm kiếm em sao? Em nè, em Khánh My đang đứng trước mặt anh nè. Anh anh Quốc, anh xin lỗi. Xin lỗi em. Em vẫn còn sống. Anh vui mừng lắm. Anh vui lắm. Anh... Nhưng mà anh không muốn làm gánh nặng cho em My à? Ai nói anh là gánh nặng của em? Ai nói anh là gánh nặng của em hả? Em có biết anh đã tưởng tượng ra thời khắc này bao nhiêu lần rồi không biết. Ai bắt anh phải tưởng tượng? Anh có thể gặp người thật bằng xương bằng thịt ở đây mà. Nhưng anh không còn thấy em được nữa. Anh Quốc ạ, không có sao hết á. Em nhìn thấy anh là được rồi. Hay là để em tả em cho anh nha. Để em tả cho anh.
Em còn giỡn được nữa hả? Em vẫn như Khánh My ngày nào hả? Em đang nhìn anh hả? Nhìn anh đúng không? Từ bây giờ em sẽ là đôi mắt của anh. Nhưng mà anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho em. Không, không có anh em mới không hạnh phúc. Anh Quốc, anh đừng có bỏ em. Đừng có bỏ em mà. Em biết là em đã sai khi ngày đó em rời bỏ anh, cho nên bây giờ anh mới thành ra như thế này. Dù có bất cứ lý do gì nữa thì kể từ bây giờ em sẽ không bao giờ rời bỏ anh nữa. Không rời bỏ anh nữa đâu Quốc. Anh nhớ em lắm My à. Anh nhớ em nhiều lắm. Nhớ em nhiều lắm. Em giờ này ổn không? Em ổn. Anh ăn uống được không? Ở trong đây anh còn được mệnh danh là hot boy đó. Chỉ có điều là em đừng dại dột mà chờ đợi một người như anh. Em không có đủ kiên nhẫn để chờ một người lâu vậy đâu. Đối với em, trong cuộc sống này không có ai tốt để mà em chọn hết. Hiện tại thì em chưa tìm được người tốt, nên tạm thời em coi anh là bạn trai nha. Khi biết được anh Bách không phải là người chủ mưu truy sát anh để bịt đầu mối, anh lại thấy mình nhẹ nhõm lắm. Ít nhất trong cuộc đời này anh cũng đặt niềm tin đúng người. Đúng cái gì mà đúng? Anh ta hại anh ra nông nỗi như vậy mà anh còn nói vậy nữa hả? Nếu như không có anh Bách thì sẽ không có Quốc Quy làm tròn chữ hiếu với mẹ. Dù như thế nào đi nữa thì đó là cái ơn mà anh không thể nào quên được. Anh ra đầu thú vì anh không muốn anh Bách đi trên con đường sai lầm của mình nữa. Anh không biết là có quá muộn hay không, nhưng anh nghĩ là mình đã đưa ra một lựa chọn đúng. Và dù anh Bách có đối xử với anh như thế nào đi nữa thì với anh Bách vẫn là người anh em tốt. Anh dễ tha thứ quá ha. Ai mà chọn sai con đường thì cũng nghĩ là mình đã chọn đúng, cho tới khi có người chỉ ra thì đã quá muộn rồi. Nếu vậy thì xã hội này sẽ loạn hết. Anh nghĩ là xã hội này vẫn còn một cô gái tốt bụng và chính nghĩa như em á. Tốt bụng để làm gì chứ? Mà khi cả người mình thương lại không có được như vậy. Dù cho em có đối xử với anh như thế nào đi nữa, nhưng trong cuộc đời của anh, em vẫn là cô gái mà anh thương nhất. Chồng yêu em chưa ngủ hả? Sao suốt ngày em say xỉn vậy? Thì công việc mà. Em có muốn vậy đâu. Sau này em không uống nữa. Làm gì có ai thích vợ say xỉn từ sáng đến tối. Chồng hư quá đi. Để nói là vì công việc mà.
À vậy không biết. Hôm nay em tuyệt vời lắm à. Thằng nào đây? Thằng nào đâu, người ta nhắn nhầm thôi. Nhắn nhầm à? Cô định đưa cho tôi mấy cái sừng trên đầu hả? Em nói là nhắn nhầm, khách hàng thôi mà. Cô thích nhầm hả? Cô thích nhầm không? Hả? Tôi ra. Cô thích nhầm không? Trời ơi trời ơi, cái gì vậy Sơn? Trời ơi, bỏ ra. Mày muốn giết nó hả? Trời ơi, cái gì vậy? Cô không nói, đừng hòng bước ra khỏi đây. Em đã nói là nhắn nhầm rồi mà, bạn đồng nghiệp thôi. Đồng nghiệp à? Bạn trên giường hả? Trời trời. Nếu anh không tin á, thì anh đi kiếm người đó mà hỏi. Cô đứng lại cho tôi. Sơn, mẹ nói con nghe nè. Con có gì bình tĩnh, đừng có nóng, lỡ xảy ra án mạng sao con? Mẹ bắt con nhịn nó tới bao giờ? Nhưng nó cũng là vợ. Vợ con tự chọn mà. Thì mẹ cũng bằng đó thôi. Trời ơi là trời, biết chừng nào tôi mới yên không biết nữa. Diệu ơi. Bảo, có gì vậy con? Diệu qua, đã có người đồng ý hiến giấc mặt cho anh Quốc rồi. Thiệt hả con? Dạ, bệnh viện mới gọi cho con. Con về báo dì liền nè. Mừng quá, tạ ơn trời phật. Mà con về đây rồi ai chăm sóc nó? Còn ai ngoài chị dâu tương lai của con chứ. Em đã nói chuyện với bác sĩ rồi, không có sao đâu anh. Anh đừng có lo ha. Không phải là anh lo thành công hay là không thành công, bởi vì anh thấy mình có lỗi. Khánh My à, anh biết đây là cơ hội hiếm hoi để anh có thể nhìn thấy ánh sáng. Nhưng mà em biết không, cảm giác của anh thấy mình có lỗi lắm. Anh cảm thấy mình có lỗi với người mà đã hiến giấc mặt cho anh đó. Anh đừng có nói như vậy. Người đã hiến giấc mặt cho anh á, thật sự là một người rất tốt. Họ muốn dùng sự hy sinh của mình để anh nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy cuộc sống này. Họ chỉ đang làm điều có ý nghĩa thôi. Cho nên anh đừng có lo quá. Anh cảm ơn em. Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh và động viên anh. Cuộc phẫu thuật sắp bắt đầu rồi, anh chuẩn bị nha. Dạ, cảm ơn chị. Không có sao đâu. Có em ở đây bên cạnh anh rồi. Mình hết chịu nổi căn nhà này rồi. Mẹ chồng thì độc ác, chồng thì vũ phu, phải rời khỏi đây ngay lập tức. Mà tại sao mình phải đi tay trắng chứ? Gì vậy? Trời, tiền của tôi. Trời, sao mất hết rồi? Trời. Thầy ơi, thầy ơi. Ủa.
Sơn ơi, Sơn ơi, Sơn, con có lấy tiền của mẹ không? Vàng vàng, nữ trang của mẹ nữa, con có lấy không? Hả? Tiền nào, vàng nào, nữ trang, thằng này không cần. Giờ này mà nó còn say xỉn nữa. Vợ con đâu rồi? Vợ con đâu? Vợ nào? Con Thi đó. Thi con... Mẹ la cái gì? Vợ con là mẹ chọn mà. Tôi hoàng quýnh nó. Hả? Nó đi rồi. Nó đi rồi hả? Nó đi rồi. Con không có lấy tiền của mẹ. Nó đi rồi. Trời ơi, không lẽ nào? Không lẽ là nó? Sơn ơi Sơn. Trời ơi là trời, Sơn ơi. Trời ơi, tiền của mẹ. Nữ trang vàng bạc của con dân. Mày đúng là cái đồ vô tích sự. Mày đúng là thằng đàn ông vô dụng. Trời ơi, phiền quá. Giờ tôi đi luôn. Mất hết rồi. Mất hết rồi. Mất hết. Mất hết rồi. Bà bảo mà. Anh cứ nhắm mắt nha. Sắp được rồi. Lúc mổ cũng lo, bây giờ tháo băng cũng lo. Còn người sao cứ làm người ta lo hoài hả con? Không có mấy cái sự lo lắng đó thì làm sao nếu giữ mình sống bền chặt hơn với cuộc đời này được gì? Thôi thôi thôi, đang bệnh bớt triết lý đi mà. Ở đây hồi hộp muốn chết đây nè. Anh từ từ mở mắt ra nha. Được rồi đó. À. Chậm chậm thôi anh. Quất, con thấy gì không con? Con thấy được bao nhiêu người đây không con? Quất. Anh hai, có thấy em không anh hai? Anh có thấy gì không? Con. Sao rồi con? Con không thấy gì hết. Gì? Má, má, má ơi bình tĩnh. Hoài ăn sáng. Là sao? Trời ơi cái thằng quỷ à. Nhẹ tay thôi gì, bệnh nhân vừa mới mổ xong. Dạ dạ tôi xin lỗi. Tốt rồi. Con nhìn thấy được rồi. Anh nhìn thấy được rồi. Nhìn thấy được rồi. Dì Ba ơi, con nhìn thấy được rồi. Cái thằng quỷ này. Ba xin lỗi con gái, ba không còn mặt mũi nào nhìn con nữa. Chẳng phải anh từng nói nó không phải là con anh sao? Hành động này của anh hôm nay làm cho tôi cảm thấy khó hiểu. Anh xin lỗi, anh biết sai rồi. Anh đã làm cho con và em phải khổ. Tôi không oán trách anh đâu, bởi vì đó là cái giá cho những sai lầm mà tôi phải trả. Anh còn nhớ lần con bệnh, tôi tới quỳ dưới chân anh, xin tiền anh, mà cả anh và mẹ anh. Thôi, chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ anh về mà lo cho vợ mới, dâu hiền của mẹ anh đi. Cô ta lấy hết tiền rồi. Cho nên anh mới tới đây tìm tôi sao? Đời này chúng ta chỉ lướt qua nhau, rồi dừng lại nghỉ mệt, rồi lại tiếp tục đường ai nấy bước. Cho nên sau này tốt nhất đừng gặp nhau nữa. Con của anh cũng quên nó đi,
và tôi cũng quên đi cái nơi mà tôi từng coi là nhà chồng của mình, và cả người không xứng đáng làm bà nội của nó nữa. Đừng có tới tìm tôi, làm ơn buông tha cho nhau đi. Nhưng mày bị vậy là đáng lắm Sơn. Ở trong này anh có thấy cực lắm không? Cực hay không thì cũng là cái giá phải trả cho tất cả những việc anh đã làm với em. Em xin lỗi vì em mà anh phải chịu khổ như vậy. Anh mới là người phải xin lỗi em mới đúng. Chỉ vì anh mù quáng mà suýt nữa làm tổn hại đến em. Là do anh ngu ngốc nên mới rơi vào cái bẫy của thằng Bách. Nhưng dù sao thì cũng coi như anh đã trả nợ cho gia đình đó. Mi, anh thật lòng xin lỗi em. Em không có trách gì anh đâu. Anh yên tâm, em sẽ nhờ anh Quốc thuê luật sư tốt nhất để giảm án cho anh. Không cần đâu. Anh chỉ cầu xin em một việc. Em hãy thay anh chăm sóc mẹ và dân giúp anh. Anh cầu xin em hãy giúp anh. Hy vọng là dì và chị đều thích. Ba ơi, ba yên tâm, con sẽ thay ba chăm sóc cho dì và anh chị. Dì à. Dì, con tới rồi nè. Ánh Mi, dì đã nấu cơm xong hết rồi, toàn những món con thích không đó. Con vô nhà đi. Dạ, con cảm ơn dì. Đi con. Dạ, con có mua một ít đồ cho mọi người nè. Chủ tịch, thấy em cho giữ nguyên căn phòng y như cũ, anh có hài lòng không? Hey, thật ra thì đây không phải là trách nhiệm của tổng giám đốc, nhưng mà nếu đã làm rồi thì tạm chấp nhận được. Sao tự nhiên trầm ngâm vậy? Thì em cũng không ngờ là em còn cơ hội được ngồi trong chính căn phòng này, trong bầu không khí hạnh phúc và bình an. Dù đôi khi căn phòng này thỉnh thoảng làm tim em nhói lên một chút. Nếu như ngày xưa em không vì tham lam và chịu nghĩ cho ba một chút thì ba đã... Thật ra thì ba của mình
chắc là muốn được nghỉ ngơi. Sinh ra em là ba ruột, nuôi nấng em là ba hoàng, người tái sinh em là anh. Anh có nghĩ cuộc đời này đã cho em quá nhiều đặc ân không? Vậy thì em phải sống sao cho xứng đáng với đặc ân đó, biết chưa thằng em? Sao? Bây giờ nghĩ lại, cả hai anh em mình cùng điều hành công ty thì có gì sai đâu. Đúng. Thời gian anh lánh mặt để tránh tên Bách, một mình em ở công ty, cảm giác thực sự chông chênh. Lúc đó em mới nhận ra mình cần một chỗ dựa thì tốt hơn là làm chỗ dựa cho người khác, đặc biệt là cho bao nhiêu nhân viên trong công ty này. Cũng may là trong thời gian anh lánh mặt, anh vẫn có thể điều hành được công ty, âm thầm giúp em và chú Mạnh đưa ra những quyết sách đúng đắn, và nhất là tránh được những chiêu ăn bẩn của tên Bách đó. Nhờ vậy mà công ty mình mới có được như ngày hôm nay. Thật ra anh cũng nhờ em lắm. Nhờ em ngày đó đã nghĩ tới thằng anh này. Chứ nếu như lúc đó em đứng ra điều hành công ty và biến nó thành của mình thì anh cũng làm gì được đâu, đúng không? Trải qua những biến cố như vậy, chẳng lẽ em không nhận ra được điều gì thực sự quan trọng với mình sao? Nếu em có làm chủ Minh Điền, đứng trên đỉnh cao danh vọng thì cũng là vô nghĩa. Bởi vì không có ai bên cạnh em hết. Sao không có ai bên cạnh được hả? Anh với em, chúng ta sẽ cùng bắt tay nhau đưa Minh Điền lên một tầm cao mới. Nhất trí. Nhất trí. Dạ thưa anh, sắp tới giờ dự lễ bàn giao trung tâm bảo trợ người khiếm thị rồi. Em báo trước để anh chuẩn bị ạ. Anh biết rồi. Dạ. À, sao rồi? Em đã xây được bao nhiêu trung tâm bảo trợ rồi? Chỉ tiếc là mới xây dựng hai cái thôi. Lương tổng giám đốc mà xây một lúc tới hai trung tâm bảo trợ, cái này chắc tôi phải xem lại mức thu chi, làm sao cho hợp lý mới được. Và tổng giám đốc này cũng biết, luôn có người âm thầm hỗ trợ sau lưng. Cảm ơn anh. Anh Quốc. Đến bây giờ em mới dám nói thật lòng mình. Ngày hôm đó, cái ngày mà ba mất, em biết mẹ em và ông bá là người đã gây ra. Nhưng lúc em bước vào thì ba đã... Lúc đó vì lòng tham và mê tài sản đã khiến em mù mắt, còn suýt một chút nữa là hại anh. Anh Quốc, em xin lỗi anh. Đây là lời xin lỗi thật lòng. Em thay mặt mẹ em và ông bá xin lỗi anh và ba. Suốt đời này em chỉ có một người ba duy nhất là ba Hoàng thôi. Không sao đâu em trai, sau cơn mưa trời lại sáng mà. Sau những biến cố giúp chúng ta trưởng thành hơn. Thật ra thì chuyện ba chết anh đã điều tra và biết được ai là hung thủ, nhưng mà chưa đủ chứng cứ xác thực. Rồi anh bị cuốn theo vụ của Khánh My. Dì cũng đã xin lỗi anh trước khi mất. Còn nếu như em muốn chuộc lại lỗi lầm thì chỉ cần em cùng anh đưa Minh Điền này phát triển. Sao? Có đồng ý không? Em hứa. Chắc chắn.
Mẹ chỉ muốn được nhìn con như vậy thôi. Mẹ muốn con được hạnh phúc. Mẹ muốn con lấy Minh Thư. Muốn hai con sống bên nhau suốt cả cuộc đời. Giờ nhìn con như vậy, mẹ không biết nói gì hết. Vì mẹ biết, mẹ không còn tư cách nào để lên tiếng với con nữa. Tất cả chuyện này là do lỗi của mẹ. Nếu mẹ là một người mẹ tốt, mẹ đã hướng dẫn con đi đúng đường rồi. Mẹ à, mẹ đừng nói như vậy nữa. Đối với con, mẹ lúc nào cũng là một người mẹ tuyệt vời nhất. Mẹ lúc nào cũng là người quan tâm con. Dù cho con làm gì, những chuyện này là do con tự làm tự chịu. Mẹ đừng có tự trách vì con nữa nha mẹ. Dạ Như, mẹ đừng gánh hết tất cả mọi chuyện cho con. Nhưng mà mẹ không làm được điều đó. Cũng tại vì mẹ, mẹ muốn con và Thư có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mẹ có ngờ đâu, chính mẹ là người đẩy hai con vô con đường này chứ. Mẹ xin lỗi con. Mẹ ơi, không có con ở bên cạnh mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhiều nha mẹ. Mẹ hứa với con nha. Còn Minh Thư, còn bây giờ, con chỉ mong là có cơ hội gặp lại được cổ. Con nói một lời xin lỗi. Tình yêu này bắt đầu không phải là sự lừa dối, nhưng khi kết thúc lại là sự lừa dối. Trải qua nhiều biến cố trong chặng đường dài, anh mới nhận ra rằng mình quá cố chấp. Và giờ đây, điều thật nhất từ trái tim anh là mong em được hạnh phúc cùng với Khải Quốc, Khanh My. Chúc em được hạnh phúc. Có ai ngờ một đời tâm can mãi bơ vơ. Vì từ đầu tình yêu chưa dẫn lối, niềm đau ngày xưa làm mờ lý trí. Vô tâm gieo nên ngàn giọt nước. Quen không? Đây là chỗ mà anh muốn em tới đó hả? Đúng rồi. Đây là nơi mà anh muốn tỏ tình với em. Nhưng mà lại cuối cùng thì em lại mất tích. Và đây cũng là nơi mà anh cảm giác tiếc nuối nhất. Bởi vì sau đó anh không đủ dũng khí để mà tỏ tình với em. Và rồi anh đành lạc mất em. Nếu như vậy thì ở nơi đây toàn là kỷ niệm buồn, sao anh nhất định phải quay lại? Vì anh muốn trên khắp thế gian này không nơi nào có thể gợi nhớ về kỷ niệm buồn của anh với em. Anh sẽ biến cái nơi buồn đó thành một nơi đáng nhớ nhất, ít ra là với cuộc đời của anh. Bằng cách nào chứ? Bằng cách nào hả? Lại đây. Lại đây. Anh muốn nơi này sẽ ghi dấu một ngày thật là đặc biệt trong cuộc đời của anh và của em. Là ngày anh muốn nói với em từ rất lâu. Rất lâu rồi. Mỗi ngày, mỗi ngày. Một thời yêu em có ai ngờ, một đời tâm càng mãi bơ. Về chung một nhà với anh nha. Vì từ đầu tình yêu chưa dẫn lối, niềm đau ngày xưa làm mơ lý trí. Ai cũng về chung một nhà với anh được mà. Anh em nè, bạn bè nè. Anh yêu em, làm vợ anh em.
Nè, em chưa có nói gì hết mà. Đâu còn câu hỏi nói đâu. Quê. Cái anh này thiệt là không có lãng mạn gì hết trơn. Không lãng mạn hả? Chị muốn nói gì nè? Tự dưng bây giờ em không muốn nói gì nữa. Em hay quá ha. Ngang ngược vừa phải thôi. Em vừa mới nói. Lén anh hả? Em hành động thay lời nói được không? Dạ, không lén anh hả? Đến phút cuối nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ. Chính vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận chuyện tình đôi ta như là giấc mơ. Từng kỷ niệm thời gian kia không xóa mờ. Một thời yêu em có ai ngờ, một đời tâm càng mãi bơ vơ. Vì từ đầu tình yêu chưa dẫn lối, niềm đau ngày xưa làm mờ lý trí. Vô tâm gieo nên ngàn giọt nước mắt, đùa đầy hóng nhớ giữa thế gian. Đến phút cuối nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ hoa. Chính vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận chuyện tình đôi ta như là mơ. Nếu đã lỡ tổn thương trong em, buông bàn tay mong em hạnh phúc. Xin tha thứ tội tình trái thâm tâm anh. Nhìn lên cao xanh lối gió anh mà. Đến phút cuối nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ hoa. Chính vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận chuyện tình đôi ta như là